Chị suy nghĩ, nhưng mà chị nghĩ nè, ông quen mình, chị nghĩ lòng chị thôi, chắc ông thương mình thực lòng, cách nhau là 400-500 cây số, ông lên đây. Em nghĩ như vậy. Nhưng mà chị nói lắm mấy hai lần nha, thật sự luôn. À là người kia không muốn? Không. Là chị muốn mà người kia không muốn? À là mới hai lần. Sao kỳ vậy? Là nói thẳng luôn. Người này cũng là cặp rất là nhiều người. Mà anh không bao giờ, nói chung là thiệt, mình mới yêu thương nhau đúng không? Đặc dù mình quen biết nhau vợ chồng mà, đặc dù mình lúc nào ngủ phải ôm ấp nhau hoặc là có một chuyện tình cảm. Đúng rồi. Ông không, cũng kiểu điện thoại, TikTok, cứ nhắn tin người này, nhắn tin người kia thôi, không bao giờ ngó ngàng đến em. Có thể là cái người này quen rất nhiều người phụ nữ khác. Đúng, nên không, là không bao giờ có điện thoại chuyện với em đâu. Điện thoại là mấy hai bộ, ông nói em nè. Ông bỏ vợ, ông bỏ em. TikTok, ông bao giờ ông bỏ. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay anh em muốn gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là đặc biệt. Một chị gái trước mặt quý vị đây, có thể thấy là một chị gái rất là xinh xắn. Cái câu chuyện này nó khá là bất ngờ. Biết người con của chị cũng lập cho chị một cái nick TikTok, và sau đó là cũng lên để chơi và quen với một người đàn ông. Và cuối cùng bây giờ cái kết quả của nó thì hết sức là đau lòng. Thì mời quý vị các bạn cùng đón xem ít phút sau đây. Thì trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cũng xin nhắn gửi đến quý vị và các bạn, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, tìm kiếm chồng bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Còn quay trở lại với chị gái ngày hôm nay, thì quen một người đàn ông và đã làm những cái điều mà thật sự chúng ta cũng không có thể tưởng được. Và sau khi ra đi thì đã để lại cho chị một cái đứa con đang trong bụng là 3 tháng tuổi. Thì cái câu chuyện như thế nào thì xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe chi tiết. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Em chào chị nhé. Chào chị. Chào em. Thì trước hết là chị cho tụi em hỏi là chị tên gì? Chị tên chị là tên Kiều Trang. Chị Trang năm nay mình bao nhiêu tuổi đó hả? Chị 46 tuổi. 46 tuổi. Và chị đến từ đâu? Đến Long Thành, Đồng Nai. Đến từ Long Thành, Đồng Nai. Rồi chị chạy lên tới Biên Hòa, Đồng Nai để gặp anh em giúp đỡ. Dạ. Thì cái câu chuyện của mình như thế nào? Chị có thể kể chi tiết ra để anh em cũng như là quý vị khán giả có cái hướng để giúp đỡ cho chị nào? Dạ. Vậy thì chung là trước đây cũng mấy tháng trước á, 4-5 tháng đây nè. Chị quen một người anh tên Nguyễn Chi Tâm. Anh ở là Bạc Liêu, Gia Rai á. Quen qua TikTok thôi. Yeah. Quen được 2 tháng là anh kêu là anh xin cho anh về nhà, để anh biết nhà rồi anh. Nói chung là anh cũng yêu thương chị, nói là anh thôi vợ rồi. Yeah. Bây giờ anh muốn kiếm một người để bầu bạn, để một người vợ. Thì chị thấy anh cũng hợp ý hợp tình, chị mới quen ảnh á. Anh lên sống với chị được mấy tháng nay, hôm Tết giờ đó. Yeah. Là ông lên ông sống với chị nửa tháng, ông về nhà nửa tháng. Có nghĩa là người đàn ông này là mình quen qua mạng TikTok. Quen TikTok, đúng rồi. Là chị cũng hay chơi TikTok. TikTok. Và người đàn ông này cũng hay chơi TikTok. TikTok, ông chơi 4-5 năm đây rồi. Rồi, thế là biết nhau. Dạ. Rồi chị tiếp tục đi. Mới là biết ổng xong rồi em kêu cho anh lên đó anh thăm em, rồi anh sẽ lên đó là với em luôn. Chị mới là đồng ý, thì ông lên, là đầu tiên là ông lên ở lại nửa tháng. Rồi ông về. Ông về em kêu là một tháng sau anh lên lại với em, thì điện thoại qua lại vậy em kêu là ông thôi giờ 8 năm rồi, anh có 2 đứa con. Đó, rồi cha mẹ già rồi, thì giờ anh muốn cái một người. Thật sự chị nghĩ vậy, chị mới cho ông bước đến với chị là. Mới là một hôm tháng giêng vừa rồi á, ông lên lại ở nửa tháng nữa, rồi ông về. Chị kêu ở với chị phải đăng ký giấy tờ đàng hoàng. Yeah. À, ông kêu là giấy tờ thì giấy tờ đăng ký ông đưa, chị đăng ký xong. Mới là ông kêu đây nè, thế bây giờ hả, em ở đây với anh đi, rồi sắp xếp anh về với nhà, xây nhà xong rồi anh lên đó em về. Thì ông xây nhà với đó, thì ông quay chị coi. Ông kêu là anh xây nhà hụt tiền, em có tiền không gửi cho anh ít. Yeah. Chị kêu là em nó có tiền đâu, ông kêu là em gửi cho em 5 triệu, 10 triệu gì được. Chị kêu là không có tiền. Và ngày đầu tiên chị gửi ông mà bắn qua 5 triệu, nó qua bằng bất hóa xanh thì ông nhận á. Ông bắn cái giấy thẻ căn cước ông qua chị, ngày đầu tiên gửi 5 triệu. Rồi nửa tháng sau, là ông kêu gửi tiền cho anh hết tiền xài rồi. Anh muốn lên thăm em không có tiền rồi, anh nhà cửa, nói chung là gửi với ngân hàng không rút ra được. Thì ngày 2 tháng sau chị gửi lên ông thêm là 3 triệu nữa. Mà nhận gì ở chụp cho ông mà còn trong mấy chị rồi. Thì trước hết cái vấn đề tiền bạc thì mình sẽ để tính sau đi. À. Trước hết mình tìm hiểu một chút để cho khán giả có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện này đáng. Có nghĩa là chị quen người đàn ông này qua mạng xã hội là mạng TikTok. Và sau đó quen được bao lâu thì mình gặp nhau? Quen 2 tháng. Quen 2 tháng là mình gặp nhau là ở với nhau từ Tết tới giờ. Đúng rồi. Ở Tết giờ nhưng mà ông đi về về chắc phải ở luôn. Ồ là sao? Ông như là ông đi về nhà ông nửa tháng, về chị nửa tháng. Ôi trời ơi.
đi ở về nửa tháng là chị nửa tháng mong xong rồi chị là lúc đó ông khóa máy hết á. Mà lúc đó thì chị không có tìm hiểu được là chị không đi xuống nhà. Ông cho chị về dưới. Không cho. Có nghĩa là nửa tháng ở với chị là sống như vợ chồng. Đúng rồi. Và nửa tháng sau là người kia về dưới kia. Về dưới kia. Sao kỳ lạ vậy? Ông xong rồi chị nửa tháng là ông về dưới kia nửa tháng, mà ông về chị là ông khóa máy. Ông đang quán cà phê là hả ông mở máy đông like ông chơi này kia. Like là sao? Ông mở TikTok đó ông like lên á. Là trực tiếp TikTok. Là người này là hay phát trực tiếp trên mạng TikTok hả? Là chị quen người này là cũng thông qua những cái cuộc mà trò chuyện ông có phát trực tiếp cho nó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, thế thì ở với chị nửa tháng thì ông có làm những cái gì ở đó? Không, ông làm gì hết á, ông nằm ở nhà chơi TikTok với thêm bấm điện thoại thôi. Ông đụng làm một gì hết cả chán cũng rửa nữa. Chị nuôi ổng. Em nuôi ổng luôn. À. Rồi buổi sáng vậy ông một ngày ba cửa cà phê. Nhưng mà lúc đó thì cảm giác của chị tại sao chị không đánh nó một câu hỏi mà về đây rồi nữa chị nuôi ổng mà ông nói vậy nè, ông kêu là ông ở dưới nhà ông làm gì hết á. Yeah. Nhưng mà lên đây em buôn bán thì anh không biết buôn bán thì anh chỉ phụ em lặt rau thôi. Yeah. Là ông ngồi lặt rau với chị, buổi chiều ông ngồi lặt những hành cái ngòi giùm phụ chị một chút thôi. Xong rồi đóng đi 6 giờ đang đi uống cà phê. Một ngày là ba cửa cà phê như vậy. Mà tiền thì bỏ ra hết chị nuôi ổng từ anh vậy mà. Trời. Đó. Chị buôn bán là chị làm công việc gì? Thì trong buổi sáng vậy là 2 giờ sáng như vậy rồi chị nấu cho bán bánh mì nè, bún xào này, bánh ướt nè. Thì bán cà phê nước ngọt đầy đủ hết. À là mình bán ở đâu? Bán ở cổng công ty á. Là mình chạy cái xe máy. Chạy sau đó mình chở lôi, xe lôi lôi à, đi. Xe lôi mình chở đồ ăn đó. Dạ đúng. Trời, rồi. Trời công việc cũng vất vả quá ha. Dạ đúng rồi. Bà ơi mà vẫn nuôi được cái anh này. Em vẫn nuôi mà em thương chất nuôi ổng luôn á, nhưng mà con cái là vì ông quá gian. Mà trời. Lúc đó là chị thương ông thật. Em thương thật. Dạ. Em thật sự em để có con đi, mà em có con nhỉ ông? Ờ, thế là mình em muốn có một gia đình hoàn chỉnh như người ta. Bây giờ là chị hiện tại là chị nói là chị đang mang thai. Dạ đúng rồi. Là được mấy tháng rồi? 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Mà bây giờ người đàn ông này bây giờ đã bỏ trốn đi rồi. Đi rồi. Rồi trong khi bỏ trốn đi á thì chị có thể kể cái quá trình ông ấy lấy tiền của chị mới như thế nào? Chung là sáng dậy á số lượng bao nhiêu tiền? Em kêu nè, anh ơi sáng dậy đi phụ em đi bán. Dạ. Yeah. Ông kêu nhìn nè, em đi bán, em đi đây. Anh mệt anh đau đầu quá. Em kêu đau đầu thì uống nước thuốc đi nha. Em kêu anh đau đầu quá anh nằm chút rồi anh ra anh đợi mặc sao anh ra phụ cho em. Thì 5 giờ em chạy xe em đi bán á, thì 6 giờ là ông đợi ông đi rồi người ta điện thoại cho em. Thì kêu Trang ơi sao mà đi làm mà anh khóa cửa. Em kêu là con Tâm ở nhà là khóa làm chi. Em kêu là ông Tâm xách xe xếp áo cũng giọt rồi. Đó ông trốn trong lòng 6 giờ sáng đó luôn á. Yeah. Em còn thôi ông chụp là ông không bắt máy, nhắn tin không trả lời, gọi từ 7 giờ mà đến 12 giờ ông cũng không bắt máy. Đến lúc mà 1 giờ gọi lại ông kêu là tao đi về rồi. Lúc đó em về em thấy nhà em đục toan hết nhà của em luôn. À. Đó cái phòng giường của em giường ngủ có hộp trên nhà này em bỏ tiền em ra 50 triệu. Đó ông lấy 50 triệu đó ông đi. Mà lúc đó em không nói chuyện tiền bạc tại vì em chỉ mong cho ông về thôi. Ông về thôi em nghĩ là ông không tiền bạc cái gì đâu. Thực sự ra đến lúc bây giờ em điện thoại giờ em cũng nhắc đến tiền bạc. Em kêu anh ơi anh thương mẹ và em thì anh về đi. Đó cho ông về thôi. Yeah. Nhưng mà thực sự ra giờ ông chừng hết cuộc gọi của em. Ông chừng hết luôn. Ông kêu là đừng gọi cho ổng, tao đi xa rồi mày đừng gọi cho tao. Từ lúc đó em mới nhờ em mới lên đây tìm lên đây á. À ổng gọi chị lúc đó là xưng là mày tao rồi. Dạ đúng rồi. Là ông này là theo như chị nghĩ thì ông ấy bỏ trốn về quê. Đúng rồi, bỏ trốn về quê. Có lẽ là có vợ rồi đúng không? Nhưng mà ông nói về quê, ông nói với em như này, ông bán địa chỉ cho em đây nè. Lên trên đường trên Bình Dương. Định vị nó không quan trọng. Nhờ em lên Bình Dương tìm ổng luôn. Chỉ muốn định vị bên Trung Quốc em cũng bấm được cho chị. Dạ. Nó không quan trọng vấn đề đó. Ông kêu anh ở Bình Dương, hai đứa con ổng em chạy lên Bình Dương tìm hai đứa con ổng cũng có. Ông kêu em về Đức Hòa Huệ, em về Đức Hòa Huệ tìm cũng không có. Dạ. Em nói giờ em đi tìm hai ba nơi luôn. Ông kêu giờ anh về với Long ở dưới Bạc Liêu. Em kêu giờ Bạc Liêu em phim Bạc Liêu. Ông nói nè, xuống làm cái gì? Ông nói vậy đó. À đừng có xuống Bạc Liêu. À, anh đi xa rồi. Bây giờ mình không sống hợp nhau thì thôi. Em kêu sống hợp nhau thôi, tiền bạc họ trả cho em. Để em còn nuôi con em mà, em làm cực khổ, đâu phải là lừa tiền, lừa tình anh thì được, đừng lừa tiền của em. Em làm rất là cực khổ. Đó. Rồi trở lại cái câu chuyện mà con của chị ha. Thì chị mang được 3 tháng thì ổng biết không? Biết. À, ông lúc ổng biết là ông biết, ổng chạy. Đúng, ông biết lâu rồi, lúc mà em có là em nói với ổng rồi. À. Ông đầu tiên ông rất là mừng. Sau lại một tháng sau ông lên kêu là thôi giờ mình cũng có tuổi rồi, biết nuôi thế nào mà nhờ. Em kêu người ta bỏ tiền ra từng tỷ cũng được đó con. Có con duyên con đến với mình. À. Đó, ông kêu hả thôi anh cũng nói nữa. Tụt xong về dưới ông lên làm kêu em bỏ đi, em cũng không bỏ. Em không bỏ, thực sự mà nói luôn em không bỏ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Đó, ông nói là hơi giờ lớn tuổi đây mà sinh đẻ làm gì nữa em, thôi em bỏ đi.
Nhưng bây giờ chị không có bỏ. Thì theo chị kể thì em nghĩ ông này ông mừng là ông giả bộ thôi, chứ ông kêu chị bỏ mà, đúng không? Tin nhắn ông còn nhắn cho em đây, em kêu là bỏ đi. Nhưng mà tới bây giờ chị đã giải quyết chưa? Hay là... Chị giải quyết rồi. Bây giờ là không giải quyết từ bé ba đúng rồi. Rồi hả? Giải quyết tại vì rồi. Ông này ông không đồng ý nên là chị lý do tại sao mình lại bỏ đứa con vậy? Bởi vì giờ hả, tiền thì ông lấy tiền ông đi hết rồi. Để em ở nhà trò rất là cực khổ. Đi buôn bán thì bữa này bữa khác bữa không sao con đó, con của mình mà chị. Chị nghĩ sao mà chị quyết định chị bỏ? Vì chị thấy không, thấy bây giờ chị quá là khổ. Giờ khổ gì sinh này con sinh ra khổ cho con mình á. Một đứa con không có cha mà con cha nó vậy như cha đàng hoàng á. Mặc dù anh nói với em tiếng kia thôi, bây giờ anh như vậy để em nuôi con thì em cho nhà em nuôi. Không phải em bỏ. Nói chung là cũng đau lòng. Nhưng mà có vẻ là chị cũng rất yêu thương người đàn ông này hả? Đúng rồi, chị rất thương ông. Nhưng mà tới bây giờ thì sao? Tới thời buổi bây giờ còn tình cảm không? Nhưng mà chờ chị mà còn thương ông. Mà bây giờ thấy ông sống với chị và chị cũng còn thương ông nữa. Nhưng mà chị là ở trên này, chị làm lụng vất vả rồi chị nuôi ông đó suốt 6 tháng này mà ông chỉ ở nhà ăn là nằm chơi thôi. Nằm chơi TikTok chơi thôi, ông làm gì hết á. Rồi thí dụ bây giờ ông quay lại ông năn nỉ ông xin lỗi chị thì chị có chấp nhận không? Không, em không chấp nhận nữa. Em bỏ. Rồi. Em không quay nữa. Thế thì bây giờ á, cái thời gian mà 6 tháng á mà ông sống chung với chị thì lý do tại sao ông không làm gì mà ông cứ ăn ở nhà ông nằm mà ông làm gì? Anh nói là anh không biết làm việc gì hết á. Anh kia là hồi xưa là ở vợ trước á, ông còn đi làm bên nghề mộc á. Còn một lúc mà thôi vợ 8 năm nay anh ở nhà chơi cha mẹ nuôi thôi đó. Chắc chị cũng thương ông quá nên là để cho ông ở đúng nhà. Đúng rồi, chị thương ông nên chị mới lo cho ông đến như vậy. Sao mà mình là người phụ nữ mà chân yếu tay mềm mà mình lại lặn lội dậy từ 2 giờ sáng để đi bán từng cái chai nước, bán từng hộp cơm để nuôi ông, sao chị lại chấp nhận hy sinh mình như vậy? Thì vì chị nghĩ người mình thương thì hy sinh tất cả. Chị không nghĩ gì, ông thương chị là được rồi. Rồi ông ở nhà ông làm gì? Ở nhà nằm ngủ chứ đâu làm đó. Điện thoại 24/24 không khởi điện thoại được, không làm gì hết á. Không đồng một cái gì hết mà cái chén cũng rửa lâu lâu tối về là cho em phụng miếng rau ông thôi à. Ông có đi nhậu hay đi đâu cả, nơi cà phê cà pháo gì không? Cà phê suốt ở quán thôi, cà phê với like thôi. Mà chị đi bán cà phê mà ông không uống? Không, ra quán uống à. Sao kỳ vậy? Cà phê thì mình bán ly 10 ngàn, ông ra quán uống ly 20-20 mấy ngàn. Một ngày là 3 cửa cà phê hết 60 ngàn. Trời ơi. Một ngày 2 gói thuốc nữa mà chị nuôi hết. Là mất cả 100 ngàn rồi. Trăm mấy chứ. Mà sau mà cái chị bán cà phê sáng này, mà sáng này bán về mua cho tô nữa. Cứ ngày nào như ngày nào. Mà chị bán cà phê có 10 ngàn mà ông không uống? Không. Là ông chê cà phê dở hay sao? Anh kêu là không phải dở, anh nói là anh uống cà phê quán hồi xưa giờ ông quen rồi. Nó vui, ở nhà nó vui, nó buồn lắm, nói vậy đó. Là tại vì ra quán là có nhiều em là chân dài, mấy em trẻ xinh đẹp, đúng không? Cứ vậy là quán không à, bất cứ lúc nào 9 giờ tối cũng đi mà, 9 giờ đó. Mưa gió cũng đi. Thế thì cái người này lên sống với chị á, người ta có mang tiền bạc gì theo không? Không, người ta không có gì hết á, không có ngàn này trên túi hết á. Sao kỳ ấy? Ông có tiền bạc gì hết á, ông giờ lên đây là ông lấy tiền của em thôi. Thế như vậy mà chị cũng chấp nhận là chị em yêu luôn? Em chấp nhận, đúng rồi, chấp nhận. Nhưng mà khi quen biết thì ông có hỏi gì rồi? Tiền bạc công việc chị làm gì không? Không, ông cứ nói là anh lên đó thì anh phụ chị em à. Mà ông lên nói anh phụ đâu có phụ được cái gì đâu. Chỉ ăn này ngủ rồi nào. Ngủ thôi, bữa sáng 2 giờ sáng em dậy em nấu á. Khi em làm em sợ nó không kịp mình đi bán á. Ông cũng dậy phụ chị em là lấy cái hộp bọn mình ướt vô hoặc là múc bún xào cho ông làm, ông nằm không à. Thì chỉ là người chỉ biết là ở nhà ăn ở không thôi, ăn ở không sức cứ nằm thôi. Ha. Trời ơi. Thế thì trước đây chị có gia đình chưa? Chị có rồi. Mình chia tay nhau bao lâu rồi? Chia tay năm 2006. Mình có con chưa? Có 2 thằng con trai. Là con bây giờ chẳng lớn rồi ha? Con đó lớn 25, đó nhỏ 20. Đó là lý do tại sao mình lại muốn quen thêm một người đàn ông nữa. Tại vì chị cũng có tuổi rồi, chị muốn kiếm một người để bầu bạn sau này về già lúc như bệnh đau mà chia sẻ cho nhau á. Chị mới là kiếm một người. Nhưng mà chị không ngờ kiếm một người như vậy. Chị rất là thương, thật sự luôn, chị tính chị rất là thực tình. Chị yêu ai, chị yêu một người, chung thủy bất cứ cực khổ chị không sợ đâu, chị sợ người ta không thương mình thôi. Còn cực khổ, cái người chị chịu đựng được hết á. Mà cái người đàn ông này cứ ăn là nằm ở nhà trọ không mà không biết chán à? Không, nằm suốt rồi đó. Rồi khi mà chị nói là khi mà đi anh ta cầm hết tiền bạc của anh ta, chị đi là khoảng bao nhiêu tiền? Tổng cộng đủ chị là 50 triệu. Rồi tất cả ở đâu ra nữa mà sao mà chị nói lên tới 7-80 triệu nữa là tiền ở đâu? 50 triệu là tiền ông cấp của chị trong tủ đồ của chị á. Còn mà 20 triệu trước thì bắn qua tài khoản vẫn còn đây nè. Ông lấy xe chị ông đi là cũng ăn bắt thêm phạt 4,5 triệu nữa. Là ông bắt để chạy xe chị đi chiếc Vision màu đen đó. Ông đi là không có giấy tờ, ông không có bằng lái, không ăn huýt lại á. Ông lấy điện thoại cho em ra là phạt tại chỗ là 4,5 triệu. Em lấy lại được chiếc xe đó. Còn không thôi cũng ăn, em mất chiếc xe luôn rồi. Dạ.
Trời ơi. Rồi thực tế tổng số tiền mà cái người đàn ông này đã ăn xài của chị là hết khoảng bao nhiêu? Tiền mức là ông lấy em 50 là tiền bắn tao khoảng 20, với tức xe là hết 4 triệu rưỡi, nó hết 74 triệu 500. Tài khoản bán 20 làm gì? 20 là bắn tao khoảng cho ông kêu lỡ ông mượn để ông gửi tiền công thờ xây nhà dưới á. Ông xây sở. Ý là lừa mình là xây nhà ở dưới quê. Ông kêu là anh xây nhà mà thuộc tiền thờ giúp ngân hàng ra chứ có được. Em có tiền bắn cho anh ít để anh truyền tiền thờ đó. Rồi chị quen chị quen người này á, chị đã về dưới quê của anh này chưa? Chưa về. Xin về quê ông không cho. Sao vậy? Ông kêu là cứ nửa tháng lên lần, một tháng lên lần, ông không cho chị về dưới. Không cho là không cho. Chị đừng năng lý ông hoài, ông không cho. Rồi chị có suy nghĩ là người đàn ông này quen chị rồi có thể là quen còn nhiều người khác nữa không? Có. Tại vì một lần ông ra quán ông like nó mở lên á, hoặc là điện thoại á, là ông gái gút rất là nhiều. Mà về nhà sống với em là ông khóa máy. Hoặc là ông cài chế độ im lặng, ông không dám nghe máy. Cái người này là chuyên nghiệp rồi. Là khi đó là mình phải đặt ra dấu cô chấm hỏi hoặc là mình đặt ra sự nghi ngờ rồi chứ. Dạ có. Em mới nghi ngờ, ông kêu là sáng dậy ông với em đưa tiền anh uống cà phê. Em đưa 50 hoặc 100 thôi, ông không chịu. Ông kêu đưa cho vài triệu bỏ bóp chứ đưa chừng đó uống sao đủ. Em không có đưa. Từ lúc đó là ông mà dằn mặt cho em là mấy ngày sau là ông bỏ ông đi, ông trộm tiền là ông bỏ ông đi luôn đó. Trời ơi. Đó. Ăn trộm tiền bỏ đi. Đấy. Thế thì chị với anh này sống với nhau như vợ chồng. Sống như vợ chồng là 4 tháng nay rồi đó. 4 tháng nay. Đúng. Thì anh này nhìn có theo như chị được đẹp trai không? Nói chung là thì anh cũng không đẹp trai, nhưng mà có chung là ông đi chiền là rất dễ thương. Ông kêu là anh sẽ lo cho em mặc dù anh nghèo nhưng mà anh có một tình thương đó. Thương hay không thì không biết, trong 4 tháng đó mà chị thấy anh đã có lo cho chị cái gì không? Không lo gì hết á. Vậy mà không biết thì sao mà còn tiếp tục sống nữa. Nãy giờ em nghe chị kể là thấy chị lo không? Chị lo không, ông không làm gì hết á. Ông chỉ biết làm việc làm chồng. Hay là ông nói thật ở đây cái vấn đề nó hơi tế nhị. Thì cái vấn đề mà buổi tối ông có lo cho chị không? Trời ơi, lo không lo gì hết á. Trong lâu lâu mà có thôi. Một ở xóm giềng nó ăn nói hết á. Một tuần được mấy lần? Một lần nó hai lần thôi. Một quá tuần lắm có là một hai lần. Lần thôi. Thì một tháng có 4 lần vậy là tính ra là chị lỗ nặng rồi. Cả gần 80 triệu mà được có mấy lần nữa thôi. Trời ơi. Tại vì sao hỏi chị câu đấy? Đó cũng là cái vấn đề tế nhị. Uh-huh. Nhưng mà cũng khi cũng có nhiều người ta nghĩ là tại vì chị cũng ham muốn vấn đề đó không. Nên chị nuôi phi công trẻ ở trong nhà. Chị không có muốn, chị không trong lời chuyện đó, chị không có muốn đâu. Chị muốn kiếm một người bầu bạn lúc bệnh đau này, chia sẻ những lúc mà buồn vui này kia thôi. Đó thì đúng rồi, bởi vậy vì sao mới hỏi chị cái điều đó. Nếu tính như chị vậy là qua lỗ à, đúng không? Nhiều khi bệnh đau nằm chỗ, mưa gió hay mua thuốc, chị nghĩ là kiếm một người để lúc ở chồng bệnh thì vợ lo, vợ bệnh chồng lo. Nhưng mà chị nói ở đây chắc có khó người, ít người tin nữa. Chị nghĩ sao mà một tuần mà có một lần? Hai lần, tuần hai lần. Giờ tăng hai lần. Không, hai lần á. Nhưng mà chị nói lắm mới hai lần nha, thật sự luôn. À là người kia không muốn? Không. Là chị muốn mà người kia không muốn? À là mới hai lần. Sao kỳ vậy? Nói thẳng luôn. Người này cũng là cặp rất là nhiều người. Mà anh không bao giờ, nói chung là thiệt. Mình mới yêu thương nhau đúng không? Đặc dù mình quen biết nhau vợ chồng mà đặc dù mình lúc nào ngủ phải ôm ấp nhau hoặc là có một chuyện tình cảm. Đúng rồi. Ông không, điện thoại, TikTok thì nhắn tin người này, nhắn tin người kia thôi, không bao giờ ngó ngàng đến em. Có thể là cái người này quen rất nhiều người phụ nữ khác. Đúng, nên không là bao không giờ có điện thoại chuyện với em đâu. Điện thoại là mấy hai bộ ông nói em như nè. Ông bỏ vợ, ông bỏ em. TikTok ông không giờ ông bỏ. Trời, ông này là ham mê TikTok vậy hả? Dạ đúng rồi. Chuyên gia là live stream như TikTok à? Dạ. Ông nói câu bỏ vợ bỏ em. Dạ. TikTok không bỏ. Ông có vợ rồi. Ông có vợ rồi, ông bỏ vợ rồi, 8 năm rồi. 8 năm rồi. Bỏ vợ nghĩa là bỏ chị nè. Nhưng mà TikTok là không bỏ. Ông nói là ông bỏ em, TikTok ông không bỏ. Trời ơi, vậy là người này rất là ham TikTok. Ham TikTok. Mà năm nay là theo như chị chia sẻ thì cũng 40 mấy 50 hả? Ông năm nay ông 47 tuổi, ông 47. Sinh là ngày 28 tháng 3 đó. Không cần, chỉ cần biết nó là 47 tuổi đó hả? Ông tuổi tỷ, đến tỷ. Có thể là cái người đàn ông này á, quen rất là nhiều người phụ nữ. Có thể là cái thời gian chị đi làm với chị đi bán hàng, anh ta ra ngoài tòm tem với người con gái khác. Nên là buổi tối về là chán chị. Có thể điều đó xảy ra, chị nghĩ không? Chị đi bán suốt rồi chứ đâu ở nhà đâu. Thì đó, thì ông ra ngoài ông chơi chán ở ngoài rồi thì ông chị buổi tối về từ ông 2 giờ sáng mà đến 10 giờ trưa, có lúc đến 3 giờ chiều. 3 giờ chiều xong về thì còn chiều cho chợ đồ đi bán, mỗi chiều đến 7 giờ chị về tới nhà trời nữa. Ơi, trong chính có thời gian ở nhà đâu, chị chỉ biết là kiếm tiền thôi. Dạ, chị cứ nghĩ chị quen ổng trên TikTok thì cũng có nhiều người chị cũng giống như chị quen trên TikTok. Đúng rồi, ông này có lẽ là ông sẽ dụ rất là nhiều người giống như chị rồi, không phải là chị là người đầu tiên đâu, mà có lẽ rất là nhiều người. Mà thật sự là một tuần mà đòi hỏi có 2 lần thì thật sự là quá lỗ. Chị có nghĩ thấy lỗ không?
Chị đâu nghĩ chị muốn là một người để hả bình đau chia sẻ buồn vui, có vợ có chồng thì nó vui thôi, chị không nghĩ chuyện mà ăn ở hoặc cái gì đâu. Đúng chị rồi. Suy nghĩ tới tại vì cái chuyện vợ chồng thì cái đó em là... nghĩ đây chị thôi, chồng chị mười mấy năm nay chị vẫn ở mình chị vậy, mà gặp ông này mà chị mà thực tình là chị mới đồng ý cho ông lên đây. Còn chị mà không có chồng mà chị nghĩ rồi chị lấy hàng hơi bị nhiều người mà chị không lấy hết. Thì nhìn chị là một người phụ nữ mà 45 tuổi thì nó cũng không phải là lớn mà cũng không phải là trẻ, nhưng mà cái nhan sắc của chị thì theo như tụi em thì nó cũng khá là đẹp đó. Chị không sửa cho nó đâu, chị không thong phấn người ta đâu, chị cứ vậy đi làm suốt ngày à. Đúng rồi. Xe lôi ngoài đường nắng non, cứ dù che lên thì đi suốt cho nó. Trời ơi. Từ 2 giờ sáng dậy nấu một nồi chiên bánh mì lên biết rồi. Rồi mì xào, bánh ướt, một lôi xe nước ngọt, nước mía đầy đủ hết nữa. Rồi từ bữa ông bỏ đi đã lấy tiền rồi, tinh thần chị sao? Ăn uống gì, ngủ thế được không? Chị không ngủ được, chị xuống vậy nè, xuống hết cả 10kg luôn á. Lúc trước chị 65kg, giờ chị còn được 57kg. Trời. Thật sự luôn. Mà ông ấy ôm hết tiền bạc của mình đi rồi, bây giờ mình sống làm sao? Thì chị cũng, giờ sáng nào chị cũng đi lấy rồi, giờ chị bán sống có lít qua ngày vậy nữa. Là trước đây chị làm công việc gì? Chị buôn bán xưa giờ vậy đó. Trước đây mình buôn bán cái gì? Buôn bán chị cũng bán quán ăn. Nhưng mà quán ăn một bàn thân mấy triệu lần. Nhưng mà bán nó chậm á. Mà chị ngân, chị bán dọc đường. Nói chung là mình cũng có sự cố đúng không? Chung chị muốn làm kiếm tiền thôi, chị cứ làm mà chị không nghĩ đến chuyện trai gái gì hết á, chị cứ làm không à. Chị mà sao làm sao mà có tiền, sau này già có tiền thôi, mưa gió mình làm không được á. Mà thân nắng mình làm, mà thân mưa có mình ăn vậy thôi à. Nhưng mà nghĩ chị mà đi làm dậy từ 2 giờ sáng để đi buôn bán được đó thì một công việc cũng rất là nặng nhọc. Đúng rồi. Mà cần một người yêu thương thật lòng mà khó quá ha. Khó quá. Chị mới lên đây thực sự luôn á, chị mới lên đây. Không, chị không lên. Bây giờ chị lên đây là chị nhờ tụi em điều gì? Chị nhờ mấy em cũng chia sẻ ra rồi nên nói ảnh á, người chí tâm này nè. Đó, anh không thương em nữa, đặc dù không thương thì nhưng mà cái gì cũng vậy. Mình một người đàn ông mà mình sống ở trận trạng một chút. Người đàn ông mình yêu thương, mình thương người đó, mình lo được người đó thì lo, mà không lo được đừng làm khổ người ta. Nhưng mà nhờ tiền bạc của em thì anh ăn cắp, không phải là xin em, không phải là đâu có em ở nhà đâu. 2 giờ sáng em đi làm, 5 giờ em đi bán rồi, em đi về là 6 giờ người ta báo cho em là thằng Tâm nó đi rồi. Trong khu vực nhà trọ nó có camera gì không? Có. Chị có lấy được những cái hình ảnh đó không? Dưới đó cho đây chị không có. Ông chủ trọ thì lấy lại được. Ông chủ có không? Ông chủ thì có. Ý là ông lấy được rồi đúng không? Ông chủ thì có, nhưng mà người ta nói quá trời luôn, kia là sao mày đi đóng cửa, thằng đó chắc xe đi, áo quần gom hết rồi, em hận hận luôn á. Điện thoại mấy cuộc đâu bắt máy đâu anh. Chạy đi tìm, chạy lúc đó em về em bỏ xe nước mía xuống, em không bán nổi luôn mà. Em về em thấy cái nhà em lục tung luôn. Em không làm được nữa, em nói chết mẹ rồi, tiền bạc đây đâu đây. Em nghĩ là, em cũng nghĩ gì hết á, em chạy đi tìm thôi. Đi tìm, nhưng mưa như chết, cho 2 ngày không ăn cơm luôn, chỉ uống nước lọc, đi tìm ổng thôi. Lên Bình Dương, Bến Cát, về Đức Hòa, Đức Huệ. Khổ vậy. Rồi hai em muốn về Gia Lai, Bạc Liêu. Lúc đó em hết tiền, em không đi tìm được thôi. Trời em ơi, nghĩ là mấy ngày em đi buôn đi bán là em có tiền. Em nói em được tìm một lần. Ông cho em xuống kêu là anh nói với em một câu hơi ác một chút. Anh còn vợ ở nhà. Em nói nè. Nó nói mình ông như nói vậy luôn đó. Dạ, ông nói là cách 2 ngày, 3 ngày trước nói nè. Ông nhắn tin với em kêu là anh nói với em hơi ác một chút. Vợ anh đi làm xa giờ mới về. Thôi bây giờ hơn em coi em bỏ nó đi. Em kêu sao lúc đầu tiên anh nói với em vậy đi. Bỏ đi là bỏ cái gì chị? Bỏ cái thai này á. À. Đó. Em kêu lúc một lần hai lần anh nói với em đi, bây giờ như vậy làm sao em bỏ chỗ nào. Ông kêu giờ bây giờ hả em sửa xem sửa đi, em làm gì em làm đi. Em kêu là em báo công an. Nhờ còn đồng mạng có ăn can thiệp vào chuyện này. Ông kêu thách thách đố mày làm đó, ông nói vậy nữa. Còn thách đố mày làm nữa, ông nói vậy. Ông kêu là tao lấy tiền mày bằng chứng đâu. Em kêu cái này không phải bằng chứng, nhưng mà mày ăn cắp tiền mà sống đấy ăn biết hết. À, đúng rồi. Sống ăn biết hết, tao đi bán là 5 giờ sáng em đi bán rồi mà ông 6 giờ kém là ông đã bỏ nhà ông đi rồi. Người ta thấy ông rõ ràng mà. Ở nhà trò phòng đó là 10 phòng. Là ông đi là ăn nói hết á. Kêu con này quá khổ, tội nó ghê luôn. Thằng lên ở đây lên đây chục lần, lần nào cắp tiền con này bỏ đi. Lúc nào ăn nói vậy hết. Mà khuyên em á. Ủa, là trước đây đang cắp tiền của chị rồi hả? Lúc cũng ít thôi. Em cũng là nhiều lần này. Mấy người kêu Trang ơi, thấy mày khổ tội mày quá Trang ơi. Thôi mày kiếm người nào đồng hoàng cho thằng này con là lợi dụng tiền mày không à. Đàn ông gì nằm ở nhà cả tháng trời vậy đó. Ăn rồi nằm ở nhà điện thoại TikTok thôi, không làm một cái gì hết á. Không ăn cơm cũng nấu nữa mà. Nhưng mà khi mà chị quen như vậy rồi thì ví dụ như là sống 1 tháng 2 tháng thì chị cũng phải suy nghĩ lại cái mối quan hệ này chứ. Sao mình lại cứ tiếp tục đến tới 4 tháng thì vậy? Thì suy nghĩ, nhưng mà chị nghĩ nè, ông quen mình chị nghĩ lòng chị thôi. Cho ông thương mình thực lòng, cách nhau là 4-500 cây số, ông lên đây. Em nghĩ như vậy. Mấy trăm cây số luôn mà tao thương mình thực lòng tao đến đây, nhưng mà tại vì phải cái như bị ở dưới miền Tây hay không ha, ổng ở vòng vòng đây thì sao?
Thì em không biết, ông Năm ở Gia Lai, Bạc Liêu thôi. Cái chuyện mà mấy trăm cây số này cũng là bình thường thôi. Từ Bắc Gia Nam nó còn dám đi. Tại vì đi, giờ chị nghĩ đi, đi tới 4 tháng vừa được ăn, được ở, được chơi, được gọi là sử dụng chị một cách gọi là miễn phí luôn, mà lúc về lại còn được cầm một cục tiền về nữa. Thế bảo tới cuộc sống hơn tiên rồi còn gì nữa. Mấy người bạn em, người tên Lai nói như này, nó ăn hết tiếng rồi quay về mày giờ đó. Không, em nghĩ là nó sẽ mình không quay về với chị. Tại vì đúng. Sao chị biết không? Vì đúng. Sao chị biết không? Tại vì chị hết tiền rồi. Đúng rồi. Tên này nó sẽ đi với những người phụ nữ khác. Đúng rồi. Những người có tiền. Còn rất nhiều người nữa. Tại vì nó chơi TikTok mà. Quen chị trên TikTok. Nhiều lắm rồi. Quen lúc đó chị có tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh gia đình không? Mà sao mà quen vậy mà tới tự nhiên một người xa lạ mà tới sống chung vậy? Thì ông đầu tiên ông nói, nói chung là một hai ba lần đầu tiên là ông lên. Ông kêu là ông lên giữ em về dưới. Ông nói như nè, giờ anh lên với em, anh giữ em về dưới. Ở lại cho em mấy ngày, anh giữ em về dưới đó mất gia đình. Thì mình em đâu nghĩ là ông lên là sống một tháng là ông đã ông về dưới ông nó mất gia đình. Thì em mới tin tưởng ông để cho ông lên. Vậy lúc đó tại sao chị không về ra mắt gia đình luôn? Lúc đó chị nói là giờ anh lên đây một tháng rồi thì em về dưới với anh. Ông kêu thôi em đừng có về dưới. Ông nói không cho nó, lúc đầu tiên thì ông nói cho em về. Lúc ở một tháng với anh sao ông kêu không về nữa, ông về dưới được nửa tháng ông lên lại. À. Nhiều khi người ta chỉ nói như vậy để thử lòng mình thôi. Tại vì thường thường một người phụ nữ mới quen á, bảo về ra mắt thì ít ai dám về lắm. Đúng, chị nghĩ điều đó không? Đúng rồi. Chứ sau này chị đòi ông đâu cho về nữa. Thì đó, sau này lên ở thang chị nói cho hai chồng mình về dưới đi, thương em thực lòng thì về dưới là mình mới kết hôn luôn. Ông kêu kết hôn chi? Thôi bây giờ ở đây đi, anh về dưới được nửa tháng cho anh lên. Ông về dưới. Khổ quá ha. 4 tháng là ở với chị là 2 tuần xong đi, xong về. Cứ 2 tuần rồi đi. Chung là trong 2 tuần kia là ông lại ở với người phụ nữ khác. Người khác không, chị không biết, nhưng mà một tháng lên chị là hai tuần đi chỗ khác. Trong 2 tuần ông ở với chị, ông có xài tiền nhiều không? Ông trông thường một ngày cỡ 100-200 á. Trời ơi, vậy sao chị làm? Em tính đi cái tiền thuốc cà phê, 3 ly cà phê hết nhiều, 1 ly 20 ngàn. Hai có thuốc hết nhiều, hai có thuốc Z nữa, thuốc còn hết nhiều nữa. Tiền ăn sáng một tô 30 ngàn. Em không có tính, nhưng mà cái này anh hỏi em mới nói thôi. Còn cơm sáng, cơm trưa nữa anh chị, tối anh chị. Đó, tại mình cà phê thuốc lá không là ngày cái mấy rồi. Cái này thì mình em hỏi chị để cho biết rõ hơn thôi. Chứ mình cũng khi mà mình đã xác định mình yêu thì mình không tính toán cái chuyện đó. Không tính toán đâu. Không có đáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái điều ở đây người ta tò mò là thì hỏi em trả lời thôi, thực sự là em không tính toán đâu. Em chỉ cần một tình thương đích thực với em thôi à. Em hiểu rồi, ý là chị rất là cần một người đàn ông sống bên cạnh mình, bảo quản cho mình. Con thì hai đứa cũng lớn rồi. Cũng đi học ở nơi xa hết rồi ha. Xa hết rồi. Đó, mục đích là như vậy. Nên là chính vì cái người đàn ông này sẽ đánh vào tâm lý những người phụ nữ có suy nghĩ như chị. Chị hiểu không? Không những chị đâu mà tên này còn lừa rất nhiều người khác nữa cơ. Có khả năng như vậy. Chị nói như nè, anh ơi anh thương em thì anh bắt TikTok lại đi. Đừng chơi nữa. Bỏ TikTok thì làm sao mà kiếm được người như chị nữa? Em nói đó, em nói này anh đừng chơi nữa, có gì em cũng lo được cho anh hết á. Nhưng mà anh đừng chơi TikTok nữa, đặc dù lâu lâu anh like một lần thôi. Ông nói là mất mớ gì bà. Tôi chơi vậy là 6-7 năm nay rồi. Bà tôi bỏ TikTok, tôi không bỏ. Nhưng mà tại sao em nhìn cái nhan sắc của chị với của người đàn ông kia thì chị là một người phụ nữ cũng khá là đẹp. Tại sao phải chấp nhận mà quen một cái người mà vô dụng như vậy? Không làm gì hết, ăn ở nhà nằm không mà sao mà mình vẫn đi làm để nuôi người ta? Hay là ông đó có cái bí quyết gì làm cho chị phải say lắm? Chị không biết nữa, ông không làm gì chị đâu. Ông nằm ở nhà chị là em tính đi cứ 2 giờ sáng chị dậy chị làm đến đi bán đến tối chị mới về. Buổi trưa còn 12 giờ chị dậy ăn miếng cơm, chị nấu có lúc chị nấu cơm, có lúc chị ăn mì gói. Mà một tuần thì làm được có 2 cái. Đó. Thế xong thì rồi chị đi bán đến chiều số 7 giờ chị mới về. Chị có nghe những câu chuyện mà tụi em đã từng chia sẻ lên không? Có những người phụ nữ mà đòi một lần một đêm làm tới 5 cái chị đã nghe không, chưa? Chị không có nghĩ đến cái đó đâu. Chị thực sự luôn, chị không có nghĩ chị cần một người để hụ hụi bầu bàn được những mưa gió ở nơi chuyện trong vui gia đình thôi à. Còn là chuyện mà về tình dục hoặc là vợ chồng này kia chị không suy nghĩ tới. Tại vì em nghĩ chị thôi chồng chị là năm 2006 đến giờ. Lúc đó trong thời gian đó mình có quen ai không? Không, chị không có ai hết á. Từ đó tới giờ rồi quen cái tên này là bị lừa đúng luôn. Đúng rồi, quen tên này bị lừa là lần đầu tiên. Ở vòng vòng sớm rồi có nhiều tên đàn ông để ý thương chị lắm, nhiều lắm mà chị không có thương. Không. Sao vậy? Không biết sao, đẹp trai phong độ lắm nha. Nhà lầu xe hơi có luôn á, mà chứ mình không có tình cảm, không có cái gì chị không biết nữa. Tại vì chắc nó chưa có tình cảm á. Đúng rồi, còn chị nếu, không suy nghĩ tới. Nếu bây giờ này có anh này em có cái gì đâu mà anh chị thương anh đến đồ như vậy. Cái thánh TikTok này dẻo miệng quá. Nếu bây giờ gặp một người yêu thương chị thật sự thì chị nghĩ sao? Nếu như người ta người nào yêu thương chị thực lòng, chị không cần cái gì đâu, chỉ cần một tình thương đích thực. Chỉ cần tình cảm thôi ha. Đúng rồi. Dạ. Giờ trước sao không thế này mình già để hụ hỉ. Người ta nói là con chăm cha bằng bà chăm ông, cái gì vợ chồng nó hết. Là cha chị... mẹ sống một đời cũng mất, anh em mình đâu có sống nuôi được mình đâu, chỉ có đúng vợ rồi. Chồng mà lo được cho nhau thế thôi. Thì bây giờ mà ví dụ mà người đàn ông này người ta quay lại với chị rồi người ta xin lỗi chị thì chị có nghĩ là sẽ tiếp tục sống không?
Nếu như mà anh biết ăn năn hối cải, anh biết thương em, nếu như mà anh đoàn hoàng lại những cái gì anh làm lỗi lầm trước đây, anh cứ từng nhắn tin với em mà, anh kêu là anh có lỗi với em rất là nhiều. Ông nói vậy, anh không còn mặt mũi nào để gặp em nữa, ông có nhắn tin với em như vậy mà. Đó. Anh không có mặt mũi nào qua lại với em nữa, anh rất là hối hận khi mà anh làm như vậy. Nhưng mà em cũng không nói gì. Nếu mà anh ăn hối cải thì chị vẫn tha thứ hả? Nhưng mà chị suy nghĩ lại, nếu anh này anh chị cũng tha thứ được nữa rồi. Tại vì giờ quá rồi em ạ, đi xa quá rồi. Cái này nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên. Nhiều lần rồi anh. Mà cái này nó là một sự tính toán. Đúng rồi. Và nó không phải là bộc phát, mà nó là bản chất. Bản chất con người vậy khó lắm. Bản chất nó khác bộc phát. Dạ đúng rồi. Nên là thôi em cũng có lời khuyên với chị. Dạ. Cho dù anh này có quỳ lạy van xin chị thì chị hãy đưa ra một quyết định sáng suốt. Đúng rồi. Nhá, ở đây anh em không có xúi dục ai phá vỡ hạnh phúc hết, nhưng mà chị đưa ra những lời khuyên chân thành thôi. Đó, thì hôm nay chị lên đây chị gặp tụi em, chị muốn nhu cầu nguyện vọng như thế nào? Chị yêu cầu anh chị Tâm này, em nghe được những lời em nói á. Thứ nhất á, em yêu cầu anh một điều là phải gặp mặt em nói chuyện rõ ràng. Còn hai nữa, anh trả hết thu nợ số tiền của em lại cho em. Còn nếu không thì chị sẽ xuống tận nhà, đúng không? Nếu không thì xuống tới nhà, em nhờ anh em xuống tới nhà. Nhờ pháp luật vào cuộc, đúng không? Dạ, đúng rồi, pháp luật vào cuộc để lấy lại những gì công bằng cho em. Tại vì em một người phụ nữ mà em đâu có ăn gì gọn đâu, 1.000 cũng không có nữa. Từ lúc quen ông đến giờ chưa bao giờ cho em 1.000, một ly cà phê 1.000. Rồi. Đừng nói là 2.000, em lo hết từ A đến Z. Nhưng mà hả, anh nghe được á, nhờ mấy anh nè. Em có thể luôn, ông không gặp mặt em, hoặc ông không tặng lại tiền cho em về thì em làm đơn về dưới đó luôn á. Em nhờ pháp luật công an vào cuộc. Rồi. Lẽ lần lại công bằng cho em, trả tiền lại cho em cái tội mà ăn cắp tiền em đi. Đúng rồi. Hồi sáng nói em đi bán đi, có gì 6 giờ anh ra anh phụ. Ông đâu có phụ em đâu, ông anh nhức đầu quá, chóng mặt quá, mệt quá. Xong lại em kêu là ông kêu là cho đưa tiền uống cà phê, em để lại cho ông 100.000. Ông cười, ông kêu là 100.000 sao uống đủ. Em nói nè, cà phê còn 100.000 là 20.000 cà phê có thuốc độc rồi 25.000 nữa. Hết 45.000 cho nhiêu. Sao đưa 100.000 không đủ, ông kêu đưa vài triệu bỏ ông túi cho nó oai cho nó nhiều cồm lên chút, đưa 100.000 làm cái gì. Em kêu nè, anh về đi phụ bán với em đi, gì cũng có hết. Ông không chịu anh. Lúc đó ông kêu em đi bán đi, chúng anh ra anh phụ, 6 giờ anh chạy xe ra. Thì lúc 6 giờ ra điện thoại cho em là ông sắp đồ ông bỏ ông đi rồi. Ông lục cái nhà mày toang luôn, bỏ ông đi rồi. Thì em quay xe về nhà em lục, em nhìn cái nhà em toang thành hết luôn. Rồi, nhìn vô tiền thì mất tiền luôn. Rồi, thì cái câu chuyện của chị hôm nay á, thì em cũng ghi nhận. Và bây giờ để chuẩn bị là kết thúc cái chương trình, thì chị có lời nào chị muốn nhắn gửi tới người đó không? Nhắn gửi đến người mà ông Tâm này đúng không? Đúng rồi. Thì em nói với anh á, anh gặp anh cứ đồng hoàng, anh phải trả lại tiền cho em đi. Lừa tình em thì được, đừng lừa tiền của em. Thứ nhất, thứ hai nữa, anh mà không trả tiền như em, anh không ra mặt á, thì em về tới với Gia Rai á, em nhờ cũng ăn vào cuộc. Rồi. Em làm đến nơi. Rồi cũng trước mắt thì anh em sẽ ghi nhận cái câu chuyện của chị để chia sẻ lên trên cộng đồng mạng. Cũng mong mọi người là lường gạt người khác tìm nữa. Cái anh này, đúng rồi, cái thứ nhất là bài học cảnh tỉnh cho các chị em khác. Cái thứ hai là có thể hỗ trợ cái việc gọi là giúp chị có tài điều kiện cho chị lấy lại cái tài sản của mình, đúng không? Đã bị mất. Thì hôm nay chị chia sẻ trong câu chuyện này, chị có cam kết tất cả những lời nói chị là đúng và chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Chứ là nó của mình ha. Dạ đúng rồi. Rồi chị có đồng ý để anh em sử dụng hình ảnh của chị, video của chị cũng như là hình ảnh của cái tên mà lấy tiền của chị để chia sẻ lên mạng xã hội không? Có. Đồng ý ha. Dạ. Rồi. Thì anh em sẽ tìm cách để giúp cho chị nhá. Thì hôm nay anh em cũng ghi nhận cái câu chuyện của một chị gái rất là xinh đẹp, cũng rất là đáng thương. Câu chuyện kể ra thì cũng sẽ có nhiều ý kiến, nhưng mà cũng mong mọi người hãy để lại những lời bình luận góp ý cho chị gái này. Mong cho chị Trang hãy gọi là sớm vượt qua cái cú sốc này nhá. Thì trước hết anh em mình cũng xin ghi nhận và sẽ cập nhật cái câu chuyện này để chia sẻ đến quý vị ở những cái video lần sau. Thì trong cái sẵn cái video này thì cũng nhắn gửi những người nào mà có bị gạt như chị này thì hãy mạnh dạn lên để tố giác. Đúng rồi, bị cái người đàn ông này, bị cái người đàn ông mà tên Tâm này, đúng không, lừa gạt thì hãy cứ lên tiếng. Em thật cái chưa giờ em chưa bao giờ dính vậy bao giờ đâu, nhưng mà thì em quá hận. Thì em nghĩ thì chị gạt thì cũng có nhiều người phụ nữ cũng bị gạt như chị nữa, thì hãy mạnh dạn lên tiếng để tố giác cái người đàn ông này. Rồi. Em thực sự lúc em cũng muốn đưa ông lên đây đâu. Nhưng mà tại vì em không thể nào em chấp nhận được như vậy. Mình cũng đường cùng rồi ha. Dạ đúng rồi. Mình quá. Cũng bài học cảnh tỉnh cho mọi người. Anh mở máy, em có lỗi thì mở máy nói chuyện với em. Ông Trừng hết cuộc gọi của em luôn. Zalo Facebook gọi ông Trừng hết. Xong rồi còn thách đố em nữa. Em nói em đi báo công an thì em kêu là thách mà đi báo công an đó, không còn nói vậy nữa. Người là ngông nghênh đúng không? Dạ. Rồi anh em sẽ có hướng để giúp đỡ chị. Thì trước khi mà kết thúc câu chuyện này, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi,
tìm kiếm chồng bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để được đón xem những video tiếp theo một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Dạ, em chào chị. Dạ, em chào. Chào cô chú.